đã là Tam Quốc thì phải có công thành chiến phải không các anh em? Vậy thì Tam Quốc 94 chắc chắn không thể không có tính năng này rồi. Tính năng bang chiến các anh em nhé. Công thành chiến cực độc trong Tam Quốc 94 là nơi tất cả các quân đoàn trong server cùng điều binh đến đoạt Kinh Châu. Xin nhắc lại là tất cả các bang hội cùng đánh theo thời gian thực luôn nhé các anh em nhé. Nào, cùng chiến thôi. Đã lên đến đại địa rồi đấy các anh em ạ. Các anh em thấy tôi có giỏi không? Còn chờ gì nữa các anh em? Hãy cùng Trang tải ngay Tam Quốc 94 và cùng tham gia công thành chiến nhé. Tam Quốc 94 so tài binh lược, dụng kế phá thành.